Dạ em xin mến chào tất cả cô chú anh chị và quý vị khán giả. Dạ thì Hùng Cao hôm nay Hùng Cao đến để cập nhật nhà của anh Nhân đó cô chú anh chị. Thì hôm qua trời mưa khá là to luôn cô chú anh chị ha. Thì gió lớn nữa, nếu mà không khởi công không tháo hôm qua chắc có thể sập cái chòi của anh Nhân luôn cô chú anh chị. Thì giờ anh Nhân đang xúc đá để đẩy vô phụ chú Ba đó cô chú anh chị. Anh Nhân đang xúc đá ha. Chào anh Nhân nha. Chú anh chị với khán giả đang làm gì đó? Em xúc đá phụ chú Ba đẩy vô ha. Dạ. Hai đứa con đi học hả anh? Dạ. Hai đứa con đi học hả? Dạ, em đã đi học rồi. Hôm qua mưa to hả? Mưa hôm qua là nếu mà không dở là ngã luôn. Gió lớn không anh? Gió lớn ha. Gió lớn luôn. À. Mưa thì ít, gió thì nhiều. Dạ. Mời cô chú anh chị hãy theo dõi video của em để xem Hùng Cao cập nhật ha cô chú anh chị ha. Thì cái đường đi thì sình, mưa sình không cô chú anh chị, đi dính dép hết trơn. Sao chú ạ? Đi, đi, đi. Hôm qua sao chú ạ? Qua mưa quá trời luôn. Tại khởi công chính ngay giấc sáng cũng mát mà giấc chiều khỏi làm luôn, đầm lỗ ngập là ngập lỗ luôn. Khởi công xong rồi chiều là không gì làm đâu, nghỉ buổi chiều. Đi sáng nắng chiều mát hả? Mát quá luôn. Nói chơi nói thiệt kìa, nói là đừng có nói là di chi với ông trời nghe, nói mưa thiệt á, không mưa thiệt. Rồi chủ nhà giàu to ha. Giàu to luôn. Rồi vậy là giàu to luôn. Giờ là nước không hả chú ba? Nước tắt rồi, tắt cái nó khô là đá xuống đá xuống rồi. Hôm qua mưa lớn ha. Ê, chắc này. Ê, quạt thân con sân đấu, không vậy cái này là sân ngốc luôn. Khác cái gì cả. Hôm qua Hùng Cao nói khởi công mà mưa là giàu to chứ bà. Không, tại đó con cũng có đi làm, con làm nhà kia đó. Vừa khởi công của ông là mưa dầm ha, tới làm gọi nhà cũng vẫn còn mưa dầm. Vừa gọi nhà là chủ nhà trúng đâu lô 30 triệu 3 tờ. Thiệt mà, con nói thiệt á. Ở vậy mà khởi công là ngày tốt, thêm cái trời mưa lớn nữa, thôi rồi đúng không? Thôi khỏi luôn, hôm qua mưa lớn thiệt luôn á. Mưa chừng 2 tiếng hồ quá, hơn 2 tiếng luôn á, mưa tới chiều luôn á. Mà gió nữa đó. Gió ào ào. Hôm qua mà không tháo chắc có thể sập luôn. Sập. Qua là khỏi, nếu mà trễ ngày khỏi tháo là bay đi luôn. Bay đi luôn. Qua cái xô nhẹ chút là đi rồi. Dạ. Cũng yếu ha. Bữa nay gắng được đổ dần móng cho rồi nè. Trời dạ. Giờ chắc hết mưa rồi. Hết chưa nghe? Hết chưa nghe? Chưa biết. Chưa biết. Làm không gọi là khó làm nữa. Vậy hoài đi, nếu mà trời nắng vậy hoài thì cho chú Ba khỏe ha. Đi mà mưa nó dính sình. Khó làm chú Ba ha. Xét đó. Dạ. Lé chứ. Ừ. Đẩy đồ đẩy khó đẩy trơn, đường nó trơn. Trời khô khô chút lại. Rồi. Vậy tạm ngưng chút ha. Rồi cho chú Ba làm chút đi, mình trò chuyện chút chú Ba ha. Rồi chú Ba ơi. Đội thợ đang buộc cột ha. Thì chú Ba thì cũng nè chú Ba ơi, thì cũng có khá nhiều thắc mắc của quý vị khán giả bình luận sao chú Ba ra làm riêng rồi. Đúng quá, tại đầu tiên thì mình Hùng Hải kêu đi ra nó làm với Hùng Đế phụ Hùng vài ngày, ai biết phụ rồi bây giờ nó dính luôn thì Thù Hải cũng không có kêu đi nữa, Thù Hải cứ lỡ làm thì làm đi. Chứ không phải là mình trốn hoặc là trốn Thù Hải, nghĩ làm Thù Hải và giận Thù Hải có đâu. Tại anh em không phải làm chung mà, tại lúc này Thù Hải cũng có việc nhiều mà toàn là công việc nhà tư nhân nhiều. Nhưng mà cũng lính láng cũng nhiều. Thì chia ra hai đội đi, dụ chú Ba mới đi ra thì lưng quân lợi thì dụ cần bao nhiêu người vậy mình thì làm gấp á. Kêu lại phụ vài tuần gì đó cho xong việc. Dạ.
chứ không phải là hai anh em mà không có gì hết á, tại làm chung mà. Đúng rồi chú ha. Thì những lúc mà có lên clip mà vụ mà báo giá với con á thì chú ba cũng có liên hệ với anh Hải không, phải không? Rồi đúng rồi, có hết rồi. Dạ chứ đâu. Chú ba đi đi, nào làm được thì làm, có chừng chạy về Bạc Liêu rồi coi, đừng có chạy về Bạc Liêu được rồi, muốn chạy về sao đi thăm vợ. Vợ bệnh mới đi thăm chứ. Dạ. Không, lâu lâu thì từng hay từng rảnh rồi có dịp chủ nhật nghỉ đó mới đi xuống thăm vợ. Thăm cháu ngoại nữa. Làm chứ thăm thăm chứ xuống xuống chứ. Không phải làm mà cho ở đây hoài rồi vợ chửi à. Dạ. Rồi ông làm sức căng không, sức căng luôn, kiếm bà nào nó mất công lắm. Không, bảy mới về, chuyện bảy về. Dạ. Nhật cái nhà ngày tiếp vợ. Dạ. À, mình làm chứ. Giờ thì đi làm rồi mình phải kiếm làm việc ổn định thì để mình làm thì cho nó đâu đó đàng hoàng, rồi thí dụ anh em chia sẻ lại thì thấy cũng được thì nó cũng mới thương thích mình chứ không phải mình nói được mình làm không được người ta ta nói mình nói cái bằng cái miệng không à. Dạ. Thì cũng thêm một tin vui chú ba ha. Thì coi như thì cái tin vui này cũng thêm cũng thêm quý cô Mạnh Thường Quân cũng đã gửi đến cho con, gửi gắm đến cho con cũng được khoảng vài triệu nữa. Thì bây giờ số tiền của con thì lên đến cũng gần cũng được 50 ngoài rồi, 50 triệu hơn rồi của chú ba ha. Thì cứ việc chú ba cứ việc theo cái lịch trình của mình á, thì cứ việc làm cái bằng thô đi. Rồi khi nào mà con ví dụ như là có quý Mạnh Thường Quân mà yêu mến anh Nhân nữa, có muốn hỗ trợ cho anh Nhân để hoàn chỉnh á, thì sau đó mình làm thêm một tăng nữa. Chứ bây giờ á nhắc vậy thì báo chú ba thì nó hơi lộn xộn thôi chú ba ha. Rồi đúng rồi. Bây giờ giờ thì cũng có một cô Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ kêu chú ba đổ cột phải không, kêu là đổ cứu của. Thì bây giờ chú ba cứ việc đổ cột hết đi ha, rồi chú ba cứ việc xây đi. Rồi cái phần mà ví dụ như có phát sinh về sau đó thì mình làm một tăng một luôn. Tăng một, chứ bây giờ mà báo giá lõm này lõm kia thì khó lắm. Nó lu bu đến cái video của con nữa, khán giả xem không hiểu á. Với quý Mạnh Thường Quân xem nhiều khi cũng không hiểu. Không đó. Hiểu. Thì Hùng Cao cũng xin nói rõ về sự việc luôn cô chú anh chị ha. Thì cái số tiền Hùng Cao đang giữ lên đến 50 mấy triệu rồi cô chú anh chị. Thì thì theo cái hợp đồng của chú ba cái phần thô 48 triệu đó thì chú ba cái việc làm đi rồi, rồi còn có hoàn thiện ngôi nhà là 90 triệu đúng không? Đúng rồi. Nếu mà hữu duyên tươi đẹp đến với anh Nhân thì mình làm toàn bộ cho nó hoàn chỉnh ngôi nhà. Hoàn chỉnh luôn. Dạ. Nhà là 90 triệu. Dạ. Có toilet bếp đầy đủ, vẫn lô phong đầy đủ, điện đầy đủ. Dạ. Cứ là vô là ở đó. Dạ. Không có nói gì mà thêm gì hết thì nói là hoàn thiện rồi. Dạ. Nếu mà gom được Mạnh Thường Quân giúp đỡ được 90 triệu như là chú ba lên video clip trước á. Dạ. Thì nói hoàn thiện cái này mình mới làm được cái phần nữa thôi. Dạ. Mình làm cái phần nữa và phần thô thôi. Dạ. Còn nếu mà cháu gom được đủ số tiền rồi chú ba bây giờ làm hoàn thiện thì cái đó là mình không có nói gì nữa thì mình được đủ rồi, mình làm hoàn thiện cho em này luôn cho nó sạch sẽ nhà cửa luôn. Đúng rồi. Nè, cái đó là chúc mừng khán giả giúp đỡ nhiều thì chúc mừng nhiều. Dạ. Yeah. Thì quý cô Mạnh Thường Quân nói chung ra thì cũng ở làm ở nước ngoài chứ cũng cực khổ như mình chú ba. Thì tại vì ở bên nước ngoài mà thì quý cô Mạnh Thường Quân cũng như được lá lành ha, thì bù cho lá gách chú ba ha. Thì còn chú ba với con á, thì lá gách đùm cho lá nát. Con cũng vậy, chú ba cũng vậy. Làm đâu cũng phải là mình đàng hoàng đi để khán giả vừa xem vừa Mạnh Thường Quân cũng xem coi cái hai người đi làm á, rồi nhà cửa đẹp đẽ gì không, thẩm mỹ không nữa chứ không phải đâu nghe, còn nhiều thứ lắm á. Dạ đúng rồi. Còn lắm để xong nhà không biết được. Thì quý Mạnh Thường Quân bên nước ngoài thì cũng cực khổ để mà làm giống như là tích góp được phần nào đó thì giúp cho đỡ cho bà con nghèo phần đó thôi. Dạ. Chứ cũng đâu có dư giả gì mà gửi một đống hả chú ba ha. Dạ đúng rồi. Đó, chỉ tích góp được, tích lũy được chút đỉnh nào đó rồi để mà gửi gắm cho con, để mà giúp đỡ cho những hoàn cảnh coi như là không còn gì mà để nói chú ba. Đó, thì nếu mà hoàn cảnh khá giả thì mình đâu có đi quay làm gì ha chú ba ha. Chỉ con chỉ đi quay những cái hoàn cảnh đó là nghèo thật sự, khó khăn thật sự, để cho quý Mạnh Thường Quân xem được, biết đến được, để mà giúp mới được phước đức chú ba ha. Dạ đúng. Dạ.
vậy thôi chứ cũng chia sẻ gì thôi, chứ chia sẻ khán giả với mình tụi mình là xem mình thôi, để coi sao làm tới đâu gì thôi. Cũng ba cũng cảm ơn nhiều để cháu Hùng được giúp đỡ, mình Quân được giúp đỡ được thì mình cũng có việc làm. Thì thôi cũng cảm ơn nhiều. Đó là xin cũng xin tạm lý làm. Rồi chú ba, rồi chú ba đi làm ha. Ồ anh Nhân ơi, làm gì đó? Gà à, nuôi gà này mình được bán chưa? Chưa, có mấy mới mua được mấy con nè. À, mới gầy giống ha. Dạ. À, gán gầy giống lên là để bán có tiền. Dạ. Dình dụm lên ha. Dạ. Thì coi như là Quý Mạnh Thường Quân cũng đã đem niềm vui và coi như là cho cha con anh cũng như cho hai đứa con anh và anh đây được nhiều niềm vui khá lớn ha. Dạ. Anh thấy cuộc sống bây giờ cũng thấy rất là mừng, mình được con nhà mình đỡ an thần. Giờ mình chỉ là lo ăn uống với tiền con đi học thôi. Không lo tới nhà mình ở đâu, như vậy mình được cô Mạnh Thường Quân với cô bác anh chị giúp đỡ, được ngôi nhà mình đỡ lo một phần đó. Rất là mừng. À, thì bây giờ tối nay rồi mình giúp vậy đó, tối mình có đi thiệt gì thêm không? Mình không đi, tính đi sao ăn đi rồi thấy trời chứ mưa quá không dám đi. Nếu mà phải khỏe ha đi ha, chừng không khỏe mình đừng có đi, mất công ăn bệnh rồi không làm được gì ha. Lại dọn đi tính ngủ đi, thấy trời chứ mưa quá về bờ nhà. Đúng rồi, mưa lớn quá thì mình vô nhà đi, còn không mưa thì mình cứ việc căng cao su mình làm. Mắc đầu. Dạ đúng rồi ha. Vậy là nãy giờ phụ đẩy cát đá xíu. Giá cát được đá con cái một rồi cái kia nó không có giá nên kia kêu thay luôn. Thay cái kia hết 70 ngàn, còn cái này nó không có giá. Xe gùa bị hư luôn. Quá tốt cho anh ha, cô chú anh chị. Thì Hùng Cao cũng một lần nữa cảm ơn đến Quý Mạnh Thường Quân đã tin tưởng Hùng Cao để mà giao số tiền để cắt cái ngôi nhà cho anh Nhân được che nắng che mưa, để cho hai đứa con anh và anh không còn phải mà chạy trốn cái trời mưa giông bão của chú anh chị ha. Thì cũng đã có ngôi nhà chắc chắn để cho anh và con anh ở sạch sẽ nữa của chú anh chị. Thì anh đã nở nụ cười đến Quý Mạnh Thường Quân. Dạ thì chú ba ơi, cũng có thêm ba cô Quý cô Mạnh Thường Quân, ba cô Mạnh Thường Quân nữa cũng ngỏ lời với con là muốn gửi tiền thêm, thì con chưa có nhận được chú ba hen. Thì khi nào mà con nhận được á thì con sẽ báo cho chú ba, ok làm toàn bộ hen. Thì bây giờ chú ba nói lại cái video này đi ha, nói cho rõ ràng cái video này hơn đi. Đúng rồi, là trước lên một clip là 48 đó là làm nhà thiết kế, bây giờ làm cái chỗ là làm nhà xi măng rồi, nhưng mà bây giờ cũng làm cho xi măng 48 là làm chỉ cái được phần thô thôi, nộp máy thôi, chưa có cửa nẻo, chưa tô gì hết, chưa được làm cái gì, chỉ làm sao thì mình bàn nhau rồi clip trước rồi. Còn nếu mà có cô Mạnh Thường Quân giúp đỡ được hoàn thiện á thì lót nền, lót gạch á thì có, với sơn là có, tô đầy đủ, với điện đầy đủ, bóng đèn điện rồi toilet có luôn, toilet là phải có dán gạch cầu máy, cầu bấm nút á, với nước rồi dán gạch 1m35, rồi còn bếp cũng dán gạch chỗ bếp, với lót trên bếp đồ sạch sẽ gì thôi, với lót nền, với hàng ba thì hồi đó là ra là nói là 1m5, nhà này là lên 7m5, hàng ba thêm 1m5. Còn bây giờ thì phần úp gạch thì không có, nó hoàn thiện nhà thôi, nếu mà úp gạch gì đó Mạnh Thường Quân nào có giúp đỡ được thì mình phát sinh sau này thôi, chỉ mình làm là sơn phết đầy đủ trong cái nhà sạch sẽ thôi. Cái lót gạch là giá báo giá là 90 triệu. Lót phong sao chú? Lót phong luôn. Thì đã bao hoàn thiện lót phong luôn, còn cái phần là muốn úp gạch dán gạch sạch sẽ nhà nữa là phát sinh ha. Thêm sao? Thì tại tiền mình có nhiêu mình làm bao nhiêu, thì nói là hoàn thiện nhà thì không có úp gạch, chỉ lót gạch thôi với sơn thôi, lăng bê rồi đầy đủ, rồi cửa thì nhôm loại đàng hoàng, nhôm không phải là mua nhôm chợ gì đâu, nhôm phi pha ha. Muốn thì chủ nhà thích, bây giờ mình kính không có ghép màu trắng nữa, màu trắng nó xưa quá, kính màu trà hoặc màu đen gì đó là tùy coi là
chú bác nào yêu cầu gì loại màu nào vậy thôi. Dạ. Thì muốn đặt màu khuê hoặc là màu xám như đó tùy. Dạ. Nếu mà trắng là xưa lắm, dơ lắm, chạy chút cũng dòm thấy nữa. Dạ. Đó là một cái. Còn toilet thì trong nhà này thì toilet làm trong nhà không được, phải làm ở ngoài này. Ở ngoài sao? Đây là cái phòng đó thì bếp ngay đây rồi, thì toilet đó phải nằm ở ngoài nhà. Dạ. Nó mỹ hơn. Dạ. Trong nhà thì mà quá kẹt, nó diện tích nó quá cục. Nếu mà nó dính lắm. Dạ, nếu mà toilet ở ngoài chú ba sẽ chế thêm cái cửa hông ha. Ừ. Dạ. Thì gặp cửa hông. Dạ. Không, không bây giờ là không có cửa bên đây là đi là xài trong nhà luôn á, nhưng mà trong nhà mà đây có cái cửa toilet. Đúng. Chứ không phải là đi vòng nhà qua xài. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cũng vẫn nằm ở trong nhà. Dạ, nhưng dạ. Mà trong nhà mà tại đất mình bên đây nó dư, mình làm bên đây nó tiện hơn. Dạ. Là nhốt trong chỗ bếp chỗ gì nó dơ lắm, nó xấu, không đúng thẩm mỹ nữa. Dạ. Cho nó nằm ngoài luôn, sạch sẽ. Rồi. Trong nhà cũng mình xài trong nhà luôn chứ không có đi ra ngoài. Dạ. Nhà thì mở bên cửa đây. Bữa nay con cũng chỉ muốn là cho gõ gàng cái video hơn. Rồi, đúng rồi. Đó, để khỏi mất công thắc mắc ha chú ba ha. Thì con cũng mong rằng con sẽ làm được cái niềm tin đến Quý Mạnh Thường Quân để cho Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm cho anh Nhân. Thì bây giờ tuy rằng tiền chưa vô nhưng mình ngỏ lời trước đi ha. Nhưng mà cái đó, hàng ba thì cũng chú có nói rồi, hàng chữ A thôi nha. Dạ. Chữ A là cái giá đó, chữ A, còn không có nói là làm cái gì khác rồi khác. Thì cô bác nào có gửi giúp đỡ thì mình đổ cột thêm, mình đổ mắng xối cũng được nữa, tại cái đó. Dạ. Là phát sinh ha. Phát sinh ra có. Dạ. Mấy phần đó thôi. Dạ. Còn phần chúng 90 triệu từ 1,5 m hàng ba về là vô trong nhà thôi. Dạ. Là hoàn thiện, không ốp gạch, không có ốp gì lót thôi. Yeah. Sơn. Yeah. Đó nha. Yeah. Nói nhắc nhở rồi video thì mình cũng trong đó ghi cho ấy rồi, chứ đừng nói tại sao nói rồi sao không làm. Yeah. Mà khó lắm. Yeah. Mình sai rồi, nói rồi phải chịu làm. Dạ. Yeah, đúng rồi chú ba ha. Đó, không phải mình cứ nói tầm bậy nói tầm bạ rồi tới làm cũng thôi nó lu sơ bu mệt lắm. Rồi ok đó, chú ba. Cỡ nhiều người xem tôi xác nhận lại thì thấy mình nói trong khi cũng có sai, cũng có lỗi với anh em bà con của bác. Gần sai cũng có lỗi thì nói, khi cũng nhích giáp thì mình nói nó dính lời gì đó. Yeah. Xin lỗi trước. Dạ. Chỉ tôi biết làm thôi. Dạ rồi. Cố vô đây. Dạ thì Hồng Cao bây giờ cũng xin tạm thời khép video, cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe, luôn làm ăn phát tài phát lộc, luôn an khang thịnh vượng ha cô chú anh chị nha. Chúc tất cả cô chú anh chị mình Thường Quân luôn. Thì giờ cũng cập nhật nãy giờ cũng khá là dài cô chú anh chị, thì cũng mong rằng anh cũng được cái ngôi nhà khang trang của chú anh chị ha.